Có một ông già xin tiền. Guess xem nó có mù thật không. A dollar for your future. A dollar for your fate. Ông này mù thật rồi, giơ súng không thấy phản ứng gì. Đây, một đô. Thời này một đô là hơi bị giá trị đấy. Rồi, tạm biệt. Con kia nó đang ỉa kìa. Anh em nhìn thấy con ngựa. Con ngựa của tôi nó to như này cơ mà. Chân cơ bắp cuồn cuộn luôn. Con này nhìn hèn vãi. Màu đẹp nhưng mà đừng đi quá nhanh. Ok ok. Lão kia bảo mình đừng đi quá nhanh. Nói như ông thì tôi cũng nói được. Thằng nào phóng nhanh vượt ẩu mà chả có tỷ lệ chết vì tai nạn. 20 minutes later. Bắn để dọa cho con cừu nó chạy. Nhưng mà bắn vào đâu? Bắn ở đâu để nó chạy? Chạy tóe lè. Giờ đi lùa. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Anh đã bao giờ làm ở các cái nông trại chưa? Trại chăn nuôi mới đúng. Đi quá nhanh. Hóa ra là cái lão ăn mày kia, lão ấy đoán đúng à. Mày gãy cổ chết thật ạ. Mày đái. Ghê thật đấy, lão ấy bảo là mình đừng có chạy nhanh. Cái đéo nào gãy cổ chết thật mà trong khi là nhìn cái đường nó rất là bằng phẳng luôn. Game này thật đi đùa vậy.